hàng loạt ưu đãi giảm giá từ 30 thậm chí đến 200 triệu đồng mỗi xe ô tô được các hãng áp dụng trong thời gian qua. Điều này khiến nhiều hành khách lại phân vân, sợ giá xe còn giảm nữa. Có những đơn vị còn thậm chí là giảm phá giá. Thế thì nó tạo cho cái khách hàng hay bản thân những người làm kinh doanh hay kể cả khách hàng thôi, người ta cũng có một cái tâm lý bất ổn là không biết là sau này nó có giảm giá nữa không. Chính tâm lý chờ đợi này đã khiến trong tháng 7, hầu hết các hãng xe đều ghi nhận doanh số bán giảm so với các tháng trước. Hãng càng lớn, tốc độ giảm càng cao. Có người sợ giá xe giảm tiếp, nhưng lại cũng có khách hàng cho rằng thời điểm này thích hợp để mua xe cũ vì nhiều người sẽ bán xe để chờ đến năm 2018. Nhiều người bán thì chắc chắn nó sẽ dễ mua hơn. Và sang đến năm 18 tôi nghĩ là nó đã ổn, khi đã ổn định rồi thì kể cả dòng xe cũ giá nó cũng ổn định, mà nó mua bán nó chắc nó sẽ khó hơn. Suy nghĩ của vị khách hàng này không phải là không có cơ sở, bởi hiện nay mỗi chiếc xe ô tô từ nhà sản xuất đến khi lăn bánh trên đường phải chịu ít nhất các loại thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và nhiều loại thuế khác. Chính vì vậy, việc chỉ giảm thuế nhập khẩu có thể chưa phải là điều kiện duy nhất để giá xe có thể giảm. Khi mà giảm giá thuế nhập khẩu thì có khả năng lại phải thêm những loại thuế khác, chẳng hạn như là thuế trước bạ hay là thuế đường bộ, thì chắc chắn là giá xe đến thời điểm đấy thì theo như mình thì chắc là không có giá rẻ nữa. Hai quan điểm trái chiều, đại diện một số hãng thuộc Vama thì cho biết giá mà các hãng áp dụng trong năm 2017 đang là mức giá ưu đãi tốt nhất. Thậm chí, nhiều đại lý phải chấp nhận lấy doanh số để bù lợi nhuận, kiếm lợi từ dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng hơn là bán xe. Nhưng không ít người mua xe lại giữ quan điểm chọn xe cũ hoặc chờ đợi đến năm 2018. Bởi việc thuế nhập khẩu khu vực ASEAN giảm về không, dù gì vẫn hứa hẹn cơ hội mua xe được rẻ hơn.